trên khắp mọi miền cả nước. Như vậy là hôm nay của cái ngày chủ nhật thôi. Thì hôm nay là cái ngày nghỉ ngơi của shop cũng như tất cả của anh chị là làm việc trong một tuần rất là vất vả rồi. Thì như vậy là xin được chúc tất cả là khách hàng của anh chị như vậy là nhiều là sức khỏe, là nhiều thành công trong cuộc sống. Và hôm nay là cái ngày mà shop về mấy lượng hàng thương hiệu máy rửa xe mang thương hiệu của như vậy là rửa xe T-Max. T-Max thì con máy này thì nó sản xuất theo là tiêu chuẩn là của Nhật và là đóng ráp tại nhà máy là lớn nhất của Trung Quốc. Dòng máy này thì được như vậy là xuất khẩu 8-9 nước ở trên thế giới. Có model là T-Max 999 thì con này nó sẽ có như vậy là sử dụng là dòng điện là 220 này. Rồi motor là 2500W và 500/153 và có lực tiêu thụ của cái máy này là lên đến là 12 lít trên 1 phút quý anh chị nhá. Con máy này thì đã bao gồm như vậy là có đầy đủ phụ kiện ở trong này. Hôm nay em sẽ cân nguyên con máy này cho quý anh chị xem. Rồi. Con máy này nó có trọng lượng là 14 kg là nguyên phụ kiện quý anh chị nhá. 14 kg còn nguyên máy. Nguyên máy thì con này nó có đến là 11 kg rồi. Tức là con máy này có trọng lượng là như vậy là gần 12 kg quý anh chị nhá. Và đặc biệt là con máy này thì nó sử dụng là bằng motor đồng 100%. Đầu ra là bằng thao đồng. Đầu hút nước cũng bằng thao đồng. Rất là chắc chắn. Đầu nén lớn. Đầu nén lớn thì cái áp lực của máy rất là mạnh. Và đặc biệt con máy này có chế độ như vậy là chỉnh áp. Chỉnh áp ở đây. Thì con này nó chỉnh áp nếu mà cao nhất là 23, còn không thì anh em quý mình sử dụng 10 và 2 là 10, 13, 23 là nó mạnh nhất rồi, đến 33 luôn. Thì đặc biệt nếu như anh chị mà dùng thường thường anh chị mình dùng 10 kg thôi. Chứ bình thường thì nếu mà nó tăng hết là đến 30 kg lận thì nó rất khỏe để cho anh chị mà sử dụng. Công tắc nằm ở đây. Rồi. Quạt bên này là quạt làm mát. Trông rất là chắc chắn. Con máy này có trọng lượng là 11 kg rưỡi, chưa tính phụ kiện bao bì. Máy này bao gồm có như vậy là một cuộn dây đủ dài 12 mét quý anh chị nhá, dài 12 mét này. Một cuộn dây hút nước rất là dẻo. Một đầu này anh em mình gắn vào ống nước trực tiếp luôn. Một đầu lọc rác. Kèm theo một bình bọt tuyết. Kèm theo là một đầu nối. Đầu nối nhá. Đầu nối để thêm cái súng dài. Ở đây là cái móc để anh em mình lọc rác trong này khi nào mình tắt. Rồi, thì hôm nay em giới thiệu dòng máy này nó đầy đủ phụ kiện chi tiết cho anh chị. Em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị lắp ráp của cái máy này. Đây. Hôm nay là dây vàng ở đầu này. Anh chị nào mà tay yếu thì ấn về sau, anh chị là tay khỏe để vậy luôn. Ấn mạnh vào đây. Rồi. Đây là đầu này anh chị là đầu hút nước. Đầu dây thì 12 mét rồi. Một đầu anh chị gắn vào đây. Anh chị vặn vào. Rất là tiện lợi. Rồi xong. Rồi một đầu anh chị gắn vào xuống đây. Rồi. Còn cái đầu nối này thì shop sẽ tặng cho anh chị. Anh chị tháo cái đầu vàng này ra. Gắn vào đơn giản thôi. Rồi. Gắn cái đầu này lại đây cho em. Rồi. Xong. Còn cái bình bọt tuyết này nhá. Bình bọt tuyết này thì anh chị lưu ý rằng là nó rất là quan trọng. Nó cực kỳ quan trọng luôn. Rồi, cái này anh kia có một cái roang này. Đây anh chị gắn vào đây cho em. Vào đây ha. Sao ấn mạnh vào đây. Rồi, là xong. Anh chị khi mà anh chị làm đổ xà bông làm xong rồi anh chị bắn ra thôi, thả nó ra. Rồi và đặc biệt là hôm nay. Như vậy là chương trình của hôm nay là sẽ tặng cho anh chị là anh chị nào mà mua máy ở bên em sẽ tặng cho một cuộn dây dài là 8 mét luôn. Như vậy là một bộ dây của nó là 12 mét cộng với 8 mét là quý anh chị đã có một cái máy vệ sinh chỉnh áp như vậy là đã đến 20 mét dây, rất tiện lợi. Thì 8 mét này thì nó là sẽ nằm ở ngoài cái dự định của shop rồi. Thì hôm nay shop làm cái video này tặng cho quý anh chị thêm như vậy là một
người, à, một cái khách hàng nào cần mua máy thì được tặng thêm một cuộn dây, một cuộn dây và một đầu nối dây. Tức là cái đầu nối dây này anh chị gắn vào đây, xong rồi anh chị gắn thêm cái đầu này, một cái đầu dây vào nữa, là nối thành là 20 mét, rất chi là tiện lợi. Rồi, nối thành 20 mét vặn lại. Rồi xong, vài với hôm nay thì à, anh chị nào đặt máy thì bên em sẽ tặng cho anh chị là thêm một bộ dây 8 mét để anh chị sử dụng. À, và như vậy là vừa rồi là cái phần mà ép máy khi làm thì giới thiệu cho anh chị cái dòng máy rửa xe chỉ áp lên mắt. Như vậy là rất chi là mới, và như vậy là sẽ tiếp theo là sẽ đi test kiểm tra máy xem nó mạnh như thế nào thì với chị sẽ đi test máy cho chị nhá. Rồi. Lúc này em sẽ test máy cho quý chị, thì em cũng đã gắn sẵn cho tất cả quý chị rồi. Em sẽ test máy cho em sử dụng rất là khỏe nhá. Đây quý chị xem này. Áp là 10 kg nha. Áp là 10 kg này nhá. Bây giờ em sẽ chỉnh lên nhá. Em sẽ chỉnh lên này. Chỉnh lên nha. Như vậy là cái áp này nó đã lên đến là 30 ký, hai mấy 30 ký luôn, rất là khỏe. Thì lưu ý với quý chị rằng là nếu như quý chị dùng thì khoảng 15-20 ký là áp là ok rồi. Và sẽ test thử cái bình bọt tuyết cho tất cả quý anh chị ha. Thì khi mà quý anh chị sử dụng bình bọt tuyết á, thì quý anh chị gắn vào và chú ý để cái chế độ xịt ha. Nó ra nhiều bọt ha. Rồi. Ra thì anh chị ấn cái đầu này thôi, là nó sẽ tự ra ha. Rồi và anh chị sẽ xịt lại cho nó sạch ha. Quý anh chị đã dành ít thời gian để theo dõi để những cái video, những cái giới thiệu sản phẩm máy của bên shop, thì quý anh chị hãy nhớ là đăng ký kênh và chuông theo dõi những video kế tiếp lần sau. Một lần nữa thì hôm nay cũng là cuối tuần, xin được chúc tất cả quý anh chị, quý khách hàng gần xa là luôn luôn là nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Và quý anh chị nào có nhu cầu máy thì hãy liên hệ, hãy comment, hãy liên hệ theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Xin được chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã dành ít thời gian và theo dõi video của ngày hôm nay. Rồi, xin được cảm ơn và xin chào và gặp lại.